Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng cho họp chuẩn bị tác chiến, tạo việc làm cho Tô Lâm Hiện nay là thời gian thích hợp nhất để ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cho họp bàn để tiến hành ra quân, tấn công một các vụ án lớn trong cả nước Hội nghị Trung ương lần thứ 6 thì cũng đã chốt danh sách những quan chức nào sẽ bị phế chuất, địa phương nào sẽ bị soi Kỳ họp Quốc hội thứ 4 của khóa 15 cũng vừa kết thúc và đã đến lúc phải hành động Nhờ có cái lò được duy trì nhiều năm qua, móng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới trở thành thế lực mạnh nhất trong các chân trụ của nhóm tứ trụ. Hơn nữa, nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập Kỳnh Bình cũng đã làm việc với ông Nguyễn Phú Trọng để bàn về chính sách quan hệ giữa hai nước. Ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm trong tay vũ khí lợi hại nhất mà các đối thủ của ông không có. Đó chính là mối quan hệ với Bắc Kinh. Cho nên, dù ông Nguyễn Phú Trọng có giả nua, nhưng quyền lực thì lại không yếu Nên khối kẻ phải lo sợ những hành động của ông đang chuẩn bị tung ra Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Theo thông lệ để dọn đường cho ông Tô Lâm có việc làm Ông Trọng cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc trước Khi ban này có kết quả kết luận điều tra thì tùy thái độ của người bị kiểm tra mà ông Trọng cất nó vĩnh viễn trong ngăn kéo hay là chuyển sang cho ông Tô Lâm thực hiện điều tra bắt giữ. Vào ngày 18 tháng 11, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thống nhất bổ sung 3 vụ việc vào diện theo dõi. 3 vụ việc bổ sung, đấy là những tiêu cực ở Hà Nội, tại Đồng Nai, Lê Hồng Trọng cho quét mạnh, như ông Lê Hoàng Quân, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai vẫn còn rất nhởn nhơ. Theo ban chỉ đạo, Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của địa phương cơ sở được đẩy mạnh và số vụ án tham nhũng được phát hiện xử lý tăng cao so với những năm trước đây. Các địa phương đã khởi tố mới 382 vụ án tham nhũng. Nhiều địa phương đã khởi tố cả ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc sở như Lào Cai, Phú Yên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ninh và ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố đã đưa gần 400 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo. đến hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng họp chủ trì. Cuộc họp này được xem là lần chuẩn bị trong tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia tác chiến. Vụ án Việt Á vẫn còn rất nhiều người chưa bị xa lưới nên cần phải tiếp tục làm ở các tỉnh thành. Cũng trong ngày 18/11, tháng 11, bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng, 45 tuổi, nguyên kế toán trưởng CDC của tỉnh Bình Phước bị cáo buộc đã sai phạm liên quan đến kit xét nghiệm Việt Á. Ngoài ra còn có ông Nguyễn Minh Quang, 42 tuổi, chuyên viên khoa dược Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phúc, Bình Phước, CDC và bà Linh Thị Vân, 40 tuổi, chuyên viên khoa xét nghiệm, bị bắt tạm giam về hành động vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Hơn 9 tháng vừa qua, khi vụ án Việt Á bị phanh phui, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn nhậu thuộc C03 Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố hơn 90 người và đang còn tiếp tục khởi tố nữa. Trong những ngày sắp tới, có thể không những vụ Việt Á mà vụ chuyến bay giải cứu, vụ vạn thịnh phát và vụ IC sẽ được điều tra và bắt giữ thêm nhiều người. Lần này, người ta mong đợi có nhiều ủy viên Trung ương Đảng nữa tiếp tục vào lò bởi cấp bí thư tỉnh có người cũng đã đi tù vì Việt Á. Các ủy viên Trung ương Đảng là bí thư tỉnh ủy, khối kẻ cũng đang xanh mặt vì các cuộc họp của Nguyễn Phú Trọng. Rất nhiều người trong số này mong cho đừng rơi vào vòng lao lý đã là may mắn, chứ nói gì đến việc thăng chức cho nhiệm kỳ sau. Về phần ông Tô Lâm thì ngày một được việc cho ông Tổng Bí Thư, mà càng được việc thì ông Tô Lâm càng có cơ hội được ông Tổng Bí Thư trong vấn đề tiến thân vào tứ trụ và các hội nghị trung ương tiếp theo hứa hẹn sẽ có tranh giành quyền lực trên thượng tầng chính trị tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Ông Nguyễn Phú Trọng cho họp chuẩn bị tác chiến, tạo việc làm cho tổ ẩm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tòa nhà ma của Vạn Thịnh Phát ám ông lớn ngành xây dựng Cotecon Trong ngành xây dựng tại Việt Nam, người ta rất tin tưởng vào phong thủy Có nhiều người tin vào phong thủy một cách thái quá, thiếu quan sát của một tư duy độc lập, có cơ sở Nên thường xa đà và mê tín Tuy nhiên, có nhiều dự án dù lớn hay nhỏ, nó có, có những vấn đề người ta không thể giải thích nổi Vạn Thịnh Phát đã từng mua lại 3 tòa nhà ma, tòa nhà đầu tiên là chợ An Đông 2, tòa nhà thứ nhì ở Thuận Kiều Plaza và tòa nhà thứ ba là One Thầu. Đây là hình ảnh tòa nhà ma trước khi về tay bà Trương Mỹ Lan. Bản thân bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan không mê tín. Bà Trương quyết mua những tòa nhà ma, quyết định cải tạo lại và kinh doanh. Theo quan điểm của bà Trương Mỹ Lan, thì những dự án bị chê thường có giá thấp hơn giá thị trường và đó là cơ hội để kiếm lời lớn. Và theo đánh giá của một số người am hiểu thì bà Trương Mỹ Lan có tư duy của một doanh nhân. Tuy nhiên, bà đã quá coi thường yếu tốn tâm linh trong các dự án. Những nhà đầu tư lớn hầu hết là họ không mê tín đến mức tin bất cứ điều gì, nhưng họ cũng thận trọng trước dự, dự án mà họ quan sát là có lỗi phong thủy. Có người thì quy kết cho việc bà Trương Mỹ Lan bị ngồi tù là do yếu tố xem thường tâm linh tuy nhiên hầu hết các đánh giá việc bà trương mỹ lan ngồi tù là vấn đề kết quả của cách làm ăn mang đậm màu sắc chính trị và có khả năng dính đến các thế lực chính trị ở ngoại quốc làm kinh tế dính đến chính trị như con dao hai lưỡi vậy lúc thịnh thì doanh nghiệp phát triển rất mạnh nhưng lúc suy thì đổ cũng rất nhanh công ty xây dựng con từng là một công ty xây dựng số 1 ở Việt Nam. Trước khi doanh nghiệp này xảy ra tranh chấp giữa các cổ đông cách đây vài năm, khiến những người đã từng xây dựng nên thương hiệu này phải ra đi và vị trí công ty xây dựng số 1 Việt Nam hiện nay rơi vào tay công ty xây dựng Hòa Bình. Đây là hình ảnh đang cho chỉnh sửa tòa nhà ma thì bà Trương Mỹ Lan lại bị vào tù. Mới đây, Vivalen, một công ty con của Vạn Thịnh Phát đã chọn nhà thầu Contact Cons cho dự án IFC Thầu 1. Trước tình hình, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phải ngồi tù. Chủ đầu tư Vivalen đã âm thầm rút chân khỏi dự án để lại nhà thầu bơ vơ. Hiện nay, bất kỳ một doanh nghiệp nào dính đến Vạn Thịnh Phát ở bất kỳ hình thức nào đều ít nhiều gặp rắc rối với cơ quan điều tra của Bộ Công an. Vì thế, cổ đông đã đầu tư vào cổ phiếu của Contechcons rất hoang mang. Vào ngày 17 tháng 11, công ty cổ phần xây dựng Contact Cons, mã chứng khoán là CTD, đã có văn bản phản hồi đến các cổ đông về tình hình kinh doanh các khoản phải thu liên quan đến chủ đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước những tin đồn liên quan đến hoạt động của Contact Cons. Hiện nay, trái phiếu của An Đông đang có nguy cơ bị biến thành giấy lộn. Cô Thích còn cho cổ đông biết như vậy, 100% danh mục trái phiếu công ty đang nắm giữ là trái phiếu có tài sản đảm bảo và cam kết mua lại từ tổ chức tín dụng uy tín, danh mục đầu tư đa dạng với hơn 6 tổ chức phát hành. Tuy nhiên, họ không phủ nhận là trong tay họ có giữ trái phiếu của An Đông hay không. Đây là hình ảnh, Con đang phải gặp vấn đề với các dự án. Theo như thông tin được biết, chủ đầu tư Vạn Thịnh Phát có đàm phán trả cho nhà thầu dưới dạng trái phiếu hoặc cổ phiếu của họ. Đấy là một phần để giảm bớt gánh nặng nợ nần và cũng là để cột nhà thầu cũng như nhà đầu tư hoặc người cho vay vốn với vạn thịnh phát. Không biết có thấy con có bị dính hay không? Nếu bị dính thì cổ phiếu sẽ bị trôn vốn tại dự án IFC Thầu Quan. Thì quả thật con thấy con đang bị tòa nhà ma của vạn thịnh phát ám ông lớn ngành xây dựng này. Tòa nhà ma IFC One Thầu là tòa nhà mọc lên trên nền vũ trường phi thuyền của Năm Cam trước đây. Vị trí rất đắc địa, nhưng tòa nhà đã bị bỏ hoang 10 năm mới dục dịch khởi công lại. Khi sắp đi đến khâu hoàn thiện cuối cùng, thì bà Trương Mỹ Lan lại bị bắt. Tòa nhà lại có nguy cơ trở thành tòa nhà ma tiếp tục.